vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật những tin tức trong tỉnh, trong nước và quốc tế mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà ở một số tỉnh thành trên cả nước, cũng như sự xuất hiện của biến chủng BA.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành công văn số 1321 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản ký, trong đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà, không chủ quan lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phương án kịch bản cụ thể để ứng phó. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình mới, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và nhắc lại phòng COVID-19. Phát động cán bộ công chức, viên chức, người lao động đi đầu gương mẫu trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngày 20 tháng 7, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới trao tặng quà cho các thương, bệnh binh, người có công trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm tặng quà cho ông Nguyễn Vũ Nghĩa, bệnh binh thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi và ông Nguyễn Văn Tú, thương binh thôn Đồng Lạc, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí, đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe và tình hình đời sống của các thương binh, bệnh binh. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Ân Thi tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng huân chương độc lập hạng 3. Mẹ Ngô Thị Thí ở xã Nguyên Trãi được Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 đến gia đình ông Nguyễn Văn Quảng và bà Phạm Thị Bống ở thị trấn Ân Thi. Gia đình ông Nguyễn Văn Son và bà Nguyễn Thị Bông ở xã Nguyễn Trãi đều có con duy nhất là liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ ngày 17 tháng 7. Hiện tại thì việc nhập điểm lên hệ thống đã hoàn tất. Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động hơn 236 viên tham gia chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Các phòng chấm thi và bảo quản bài thi đều có camera an ninh giám sát, không có kết nối internet, ghi hình toàn bộ hoạt động trong phòng. Công tác chấm thi được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy chế. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi. Từ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 13 tháng 8, các đơn vị đăng ký dự thi và Sở Giáo dục và Đào tạo thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7. Tiếp tục chương trình với các tin tức trong nước. Trong gần 3 năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương đã chi 21,1 tỷ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Và đến nay, tỉnh này đã thu hồi được gần 15 tỷ đồng, cần phải tiếp tục thu hồi 6,1 tỷ đồng. Theo đó, trong 3 năm, Trung tâm đã tiếp nhận trên 200.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sở đã ra các quyết định thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền chi là 3,4 nghìn tỷ đồng. Trong số trên, chi không đúng quy định với tổng số tiền là 21,1 tỷ đồng. Hồ sơ của các trường hợp này thông báo về việc tìm kiếm việc làm không có nội dung theo quy định, thiếu toàn bộ thông tin đơn vị sử dụng lao động mà người lao động tìm kiếm việc làm. Ông Nguyễn Tràng Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tả Thanh Oai, Hà Nội, vừa bị cáo buộc cùng kế toán cắt xén tiền phòng chống dịch tả lợn châu Phi để hợp thức hóa các khoản chi sai nguyên tắc như chúc Tết, mua bánh kẹo hay làm phong bì để tiếp khách. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tràng Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Thanh Oai và Nguyễn Thúy Dương, cựu kế toán về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ,
Theo cáo trạng, ông Thắng giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tả Thanh Oai từ tháng 12 năm 2017 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021. Khi tại chức, ông nhiều lần chỉ đạo thủ quỹ tạm ứng hơn 200 triệu đồng từ ngân sách để chi trả các khoản sai nguyên tắc như chúc Tết, mua bánh kẹo, làm phong bì tiếp khách mừng tuổi, chi trả tiền điều hòa, v.v. và chỉ đạo Nguyễn Thúy Dương lập hồ sơ quyết toán khống kinh phí được cấp phục vụ phòng chống dịch tả lợn châu Phi năm 2019 để bù vào. Liên quan tới vụ việc tàu cá Bình Thuận mất tích nhiều ngày trên biển, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận vừa xác định danh tính của 4 ngư dân được tàu cá Bình Định cứu sống sau 9 ngày trôi giạt bằng thuyền thúng trên biển và tiếp tục tìm kiếm 8 ngư dân còn lại. Tối ngày 19 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết qua liên lạc người trên một tàu cá Bình Định thông báo 4 nam ngư dân vừa được cứu. Theo lời kể của các thuyền viên, được giải cứu lúc đầu trên thúng có 7 người, nhưng trong quá trình trôi giạt trên biển, 3 người đã tử vong. Tin từ Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã điều động một máy bay trực thăng hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đây là máy bay trực thăng của quân chủng Hải quân sẽ tham gia tìm kiếm 8 ngư dân trên tàu cá được xem là đang trôi giạt trên một chiếc thúng chai trên biển. Một đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra vào lúc 15 giờ 12 phút ngày 17 tháng 7 năm 2022 do xe máy đi dàn hàng ngang trên đường và gây tai nạn với ô tô. Theo clip, trên tuyến đường nhiều xe máy cùng nhau di chuyển, dàn ngang thành nhiều hàng đi trên đường. Một tài xế xe máy do không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát nên đã bị va quệt bánh xe với xe máy đi phía trước dẫn tới mất lái. Chiếc xe máy sau va quệt bị mất phương hướng, cả người, cả xe quay ngang ra đường. Đúng lúc đó, ở phía ngược chiều, một chiếc ô tô 5 chỗ màu ghi xám đi tới. Tài xế ô tô thấy loạt xe máy dàn hàng ngang trước mặt đã chủ động đánh lái sang phải tránh họa, nhưng cuối cùng không thể tránh được cú đâm của chiếc xe máy mất lái kia. Hậu quả là xe máy lao vào đầu xe ô tô khiến cả người và xe bị hất tung lên mui xe ô tô. Xe ô tô cũng mất kiểm soát, đâm vào bụi rậm. Ngày 20 tháng 7, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay vừa có quyết định kỷ luật với 2 cán bộ cảnh sát giao thông có hành vi sai phạm khi thi hành nhiệm vụ. Ngày 25 tháng 6, tổ tuần tra gồm 3 cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, trong khi tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, phát hiện một xe ô tô điều khiển vi phạm tốc độ. Qua kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe. Tổ tuần tra đã trực tiếp điều khiển xe về chốt để xử lý theo quy định. Trong quá trình điều khiển phương tiện về chốt, đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đình đã không chấp hành đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông và có lời nói không chuẩn mực. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hậu Giang đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đình, đồng thời đề nghị giám đốc công an tỉnh điều chuyển công tác đối với 2 đồng chí trên. Tiếp tục chương trình là các tin tức thời sự quốc tế. Trong khi dịch COVID-19 đang trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một đợt bùng phát virus mới sau khi Ghana ghi nhận các ca tử vong do nhiễm virus có tên là Marburg. Trong một báo cáo mới đây, WHO cho biết các mẫu máu xét nghiệm của 2 người tử vong ở phía nam Ghana dương tính với virus Marburg. Cả 2 bệnh nhân đều có các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, buồn nôn và tử vong trong vòng 1 ngày sau khi nhập viện. Đây là lần đầu tiên virus gây chết người giống virus Ebola được tìm thấy ở quốc gia Tây Phi. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm virus dao động từ 24 đến 88% và hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus chính thức. Một nhà máy sản xuất rượu whisky tại Mỹ đang bán ra thị trường một sản phẩm rượu hết sức độc đáo, sản xuất từ nguyên liệu là cua xanh, loài cua đang xâm chiếm hệ sinh thái ở nhiều bang tại Mỹ. Đây là chai whisky độc đáo, một sản phẩm của nhà máy rượu Tamworth Distilling ở bang New Hampshire. Mỗi chai rượu này sử dụng nguyên liệu là nửa kg cua xanh, loài cua xâm hại phát triển tràn lan khắp các hệ sinh thái biển của Bắc Mỹ trong hơn 200 năm. Dự án sáng tạo này được cho là có thể giúp giải quyết vấn nạn cua xanh hiện nay, đồng thời khơi gợi nhiều sáng kiến hơn để đối phó với loài cua xâm hại này. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một loại trái cây ngon nhưng không phải ai cũng dám thưởng thức vì chúng có mùi khá đặc trưng. Và xuất phát từ vấn đề đó, người trồng sầu riêng tại Thái Lan mới đây đã thành công trong việc tạo ra một giống sầu riêng có vị ngọt, thịt mềm và đặc biệt là không có mùi khó chịu đặc trưng của giống quả này. Theo đó, nhà chức trách Thái Lan tuần trước đã cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho giống sầu riêng Pak Chong Khao Yai trồng tại tỉnh Nakhon Ratchasima ở phía đông bắc của Thái Lan.
Loại sầu riêng này đã được giới thiệu tại lễ hội sầu riêng ở huyện Bắc Trong, tỉnh Nakhon Ratchasima. Nó có vị ngọt, thịt mềm và đặc biệt là không có mùi khó chịu, vốn khiến nhiều người ngại thưởng thức loại hoa quả này. 10 phút của bản tin 18:30 đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn hoặc trên trang fanpage và kênh YouTube của đài.